tham quan nghỉ dưỡng, góp phần khôi phục và phát triển ngành du lịch của tỉnh nhà. Kính thưa toàn thể nhân dân thành phố, với thông điệp trên dưới một lòng kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế xã hội, chuyển dịch ở trạng thái Zero Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với 6 nguyên tắc cơ bản an toàn. Thực hiện từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt áp dụng cho từng địa phương, bảo đảm hài hòa, giữ nới lỏng từng bước và an toàn dịch bệnh, trong đó đặt mục tiêu sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết trước hết. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức trang thiết bị y tế, thuốc, kit xét nghiệm và đóng góp vào quỹ vaccine. Đề nghị các doanh nghiệp trong thời gian tới hãy tiếp tục đóng góp các nguồn lực phục vụ kinh tế xã hội. Kính thưa toàn thể nhân dân, đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Người dân cần hạn chế tối đa ra ngoài đường.